tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vật. Thì những chiếc máy in mã vật, những chiếc máy in những cái tờ giấy đề can này chắc không còn xa lạ gì với tất cả mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người thêm một sản phẩm để mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn để phù hợp theo từng ngành nghề, từng ứng dụng mình có thể lựa chọn để sử dụng hợp lý hơn. Thì trên bàn em đang có một chiếc máy để bàn của hãng Jabra, có model đó là ZD620. Thì đây là một dòng máy để bàn của hãng Jabra. Thì Jabra là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Mỹ. Thì model ZD620 đang có, hiện nay đang có hai phiên bản, một đó là phiên bản in trực tiếp, hai là in gián tiếp. Thì in trực tiếp nghĩa là mình sử dụng in giấy đề can cảm nhiệt, không cần sử dụng ribbon mực. Còn in gián tiếp thì các bạn có thêm ribbon mực. Thì như các bạn thấy là máy có hình dáng là rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi. Thì những chiếc máy in để bàn này phù hợp trong các lĩnh vực, ví dụ như là logistics, hoặc là trong thực phẩm, hoặc là trong các cửa hàng, thì mình có thể là in những chiếc giấy đề can hoặc là tạo mã vạch, in mã vạch ra để dán lên các sản phẩm. Tại vì đây là dòng đề bàn nên công suất nó cũng in vừa phải. Thì các bạn có thể thấy ở đây thì trên máy thì có một số là phím để mình có thể là điều chỉnh các kích thước hoặc là các size, điều chỉnh menu, màn hình hiển thị. Máy có ba cổng kết nối chính, một là cổng USB, hai là cổng RS232, thứ ba đó là cổng internet. Thì đây là được trang bị hầu như là đầy đủ các cổng kết nối, rất là tiện lợi, rất là phù hợp cho đại dạng, cho các bạn có thể là lựa chọn sử dụng những cái phần mềm mà phù hợp với những cái cổng kết nối của nó. Thì em sẽ mở ra cho mọi người xem sơ qua bên trong máy như thế nào. Thì đây là khay đựng giấy. Khay đựng giấy này có thể là đựng tối đa đó là cuộn giấy 50 m nha mọi người. Còn phía trên này là đây là cụm đầu in của máy. Đây là trục ruler. Phía dưới này là main điều khiển của máy. Thì các bạn có thể thấy đầu in của máy được trang bị với độ rộng đó là 4 in tương đương với 104 mm. Đây là độ rộng maximum của máy nhé. Còn nếu mà mình muốn sử dụng kích thước nào cũng được trong cái khổ nhỏ hơn cái khổ 104, tối đa của nó là 104 mm, tương đương 4 in. Tốc độ in của nó thì cũng là rất là tuyệt vời. Đối với dòng máy 203 dpi, tốc độ in của nó lên tới 200 mm/s. Còn đối với dòng 300 dpi thì tốc độ in của nó là 152 mm/s. Thì thao tác để mà lắp đặt giấy cũng như là sử dụng máy cũng rất là tiện lợi và đơn giản. Đặc biệt hơn nữa là dòng để bàn, nhưng máy có được màn hình LCD. Thì đây là một cái điểm lợi thế nhập mình, để mình có thể là nhìn, mình phát hiện ra được các lỗi, báo lỗi bên trong để mình có thể là tiến hành. Thì tiếp theo em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái chất lượng in của cái bản in này cũng như là tốc độ in của nó. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem để mọi người xem rõ hơn về cái khả năng và chất lượng in của cái máy ZD620 này. Nó rất phù hợp cho các đơn vị vận chuyển, hoặc là mình có thể bán hàng trên Shopee, Lazada, Tiki, thương mại điện tử, thì mình có thể dùng chiếc máy này để in con tem của mình, sau đó dán lên những cái kiện hàng hoặc là trong các cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thời trang, dán lên những cái chiếc mặc áo quần. Đây mọi người thấy là rất rõ nét nhá. Em sẽ điều chỉnh cái tốc độ in cao nhất của máy để cho mọi người xem cái khả năng in nhân của nó. 300 dpi. Thì đây là độ sắc nét của, đây mọi người có thể thấy là in tốc độ in rất nhanh, in 10 con tem mà trong vòng chưa tới tầm 5-6 giây, in rất là nhanh nhá. Đấy, nhưng rất là, bản in rất là sắc nét này. Đây em sẽ so sánh cho mọi người xem về, đây là hai con tem đầu em in với tốc độ thấp, còn đây là những con tem sau in tốc độ cao này. Đây này, độ sắc nét cũng không khác nhau là bao nhiêu, nó vẫn đảm bảo được cái độ sắc nét và độ rõ nét của máy. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như là test thử cho mọi người xem về cái tốc độ in cũng như là độ sắc nét của chiếc máy in để bàn Jabra ZD620 này. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần tư vấn thêm, mọi người có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mã Vật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập vào trang web thegioimavat.com để được bên em tư vấn thêm kỹ hơn, để mình có thể lựa chọn được những cái sản phẩm in mã vật phù hợp với cái công suất và năng suất của mình đang sử dụng.
Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Thank you.